dành cho các thành viên của bên phía TGTV ở trong trận đấu đầu tiên phía bên đội bạn, đó là AC và Cho Son. AC trong tay của game thủ Xuân Thứ và Cho Son trong tay của game thủ Vlog. Phonesian dành cho Vơ. Này Vơ con đẹp thế nhở. Và Minoan dành cho Sẻ. Vâng, màn hình máy của game thủ chim sẻ đáng cầm Minoan. Minoan và Phu. Cho Son AC. Cũng chỉ là cân cò thôi. Và xét về lối đánh bình thường thì sẽ làm Minoan đánh chế để Phonesian có thể đánh vâng, để cho Minoan có thể đánh cung. À tôi chưa, để cho Phonesian có thể đánh cung. Chúng ta hãy cùng xem. Vâng, có lẽ rằng ở trong trận đấu này thì sẻ vẫn sẽ là người đánh chế thôi. Vì tôi thấy rằng là vừa áp lực có vẻ như là cũng không quá nhiều. Và không hiểu vừa áp lực kiểu gì với lớp mà lớp to như một cái loa. Bài của Sẻ dường như là cũng đã bắt đầu thấy kín kín. Vâng, màn hình máy của GV theo tin báo về thì vợ có hốc như vậy. Ồ, vâng, bài vợ đã có quả phụ và có hiêu. Đủ đồ thôi. Có lẽ rằng vợ sẽ là người đánh chém. Và thực sự vợ sẽ là người đánh cung trong trận này. Còn chim sẻ sẽ là người đánh chém. Có voi ở xa rồi, anh có đưa về không? 13 chim 16. Màn hình máy tới từ game thủ chim sẻ. Vâng, sẻ sẽ là người đánh chém trong trận này thôi. Vâng, không có một tình huống đánh dị. Chúng ta sẽ tính vâng câu chuyện nó về sau. Còn bây giờ thì hãy cùng xem sẻ đủ đồ chưa. Mới có 7 hiệu đầu tiên tại những game thủ chim sẻ đang. Chưa thấy thêm gì cả. Bốn năm hiệu. Năm hiệu trong trận này. Vâng, sẽ là thiết kế được chiếc BS, thiết kế chiếc BS đầu tiên ở thời điểm phút thứ 5 của trận đấu. Nó không quá sớm và cũng không quá muộn, ở mức bình thường. Chết rồi, bài sẻ tôi đang cảm thấy là hơi ra quần một xíu. Dò giữa hai nhà xem, màn hình máy của Vơ. Vơ không dò giữa hai nhà đâu. Khả năng là sẻ những người phải dò giữa hai nhà để xem có đồ ăn gì không. Bài vơ thì đã đủ rồi. Và sơ vơ có hốc trong trận này. Bây giờ thì sẻ những người phải chém tốt như vậy là được. Bài vơ được đấy. Em dò giữa hai nhà đi xem có đồ ăn gì không. Khả năng là ở giữa hai nhà phải có đồ. 23 đúng dần. Hai tư sẽ quyết định đánh một bài sẽ là nhiều dân hơn một chút. Và là 25 dân dành cho game thủ chim sẻ. Đã ngừng sinh dân. Do mép mép ở vâng giữa hai nhà xem. Khu vực lên góc 3 giờ đã không có gì cả. 757 25 đồng dân của Minoan. Em đời vẫn là rất gay. Chúng ta hãy cùng nín thở và bóp cò chờ xem là ở khu vực giữa hai nhà có gì không. Chạy ra giữa bản đồ dần thôi. Vâng, chéo chéo đây rồi. Và cũng có một bầy hiêu giữa hai nhà. 25/28. Vâng, hai bãi quả đấy, tôi bảo rồi mà, giữa hai nhà kiểu gì cũng có đồ. Như vậy là bú luôn hai bãi quả trong trận đấu này. Như vậy là nếu như trận đấu này sẽ đầy mắc thì cũng chỉ là 10.5, khó để hơn được. Ăn hai bãi quả thì các bạn mất 240 gỗ. Tất nhiên lực sẽ là khỏe. Vâng, xét về thế chém của chim sẻ đáng là cũng ổn rồi. Đây là máy của GV. 26/28. Vơ ép đời chuẩn một chút xem nào. Tôi đang cảm thấy số lượng gỗ của Vơ đang là không. Vâng, có lẽ là cũng sẽ đủ thôi với việc là cầm phone ra. Ừ, chú hốc rồi. Hốc đẹp đấy. Hốc này phát triển được. Ruộng nương thoải mái, không có vấn đề gì. Một bài kích trong đầu 10 dành cho Vơ. 10 khoảng 10 40.
cộng thêm một dân, rất trâu bò. 14-12 với 27 nông dân phô, khá ghê. Đây là máy của game thủ chim sẻ. Vâng, một bài sẽ kích sang đầu 11 nhưng lực khỏe. 11-09, hơi đáng tiếc một chút rồi, không dò là được bãi quả ra hai nhà sớm hơn. Nếu như không thì sẽ ép đời tốt hơn nhiều thì có sẻ. Vâng, vừa đã có điểm số là khá cao. Có vẻ như đội bạn không ai, bây giờ tôi mới để ý là không ai bên phía team KTV. Vâng, bây giờ mình xem tham phía nọ 21 và 13%. Vâng, như vậy là Xuân Thứ chết một dân. Xuân Thứ cầm Asian đánh cung ít dân. Vâng, đánh cung ít dần tới từ người cầm Asian khi chết một dần. Còn về lớp thì là người dò 21%. Lớp lên đời sẽ không sớm trong trận đấu này. Như vậy là đội bạn cũng không đẹp đâu. Cố lên nào. Màn hình máy tới từ game thủ. Vâng, 8 lên đời rất sớm. AC đánh ít dần mà. AC đánh ít dần, đánh cung đấy. Cung ít dần. Wow, phá vẩy. Chẳng may mà được cái móng thì tươi. Có một công. Đây sẽ là một bài đánh 2 lần từ đây game thủ chim sẻ. Chúng ta cùng chờ xem sẻ sẽ làm như thế nào để có thể, vâng, để có thể chém bay đôi nhà trong trận đấu này. Hãy cùng chờ đợi. Tạm lai là 25 dành cho sẻ. Hai lờ vẫn sẽ đang bắt đều dành cho game thủ chim sẻ đánh trong trận này. Sẻ có lẽ rằng sẽ không chém được AC đâu, nhưng mà sẻ đã có được một lượng lạc đà rất lớn để có thể cùng với GV chém về lớp thôi vậy. Vâng, quay trở lại với trận đấu này, tham lai của sẻ đang là 22. Đến với mảnh máy của GV, 44-60. Đánh bay nhà của game thủ về lớp nào. Và đây sẽ là cuộc đối đầu giữa Asian trong tay của game thủ Xuân Thứ và vợ và GV. Cầm phô, đây rồi. Vâng, lớp. À, phá vẩy E của GV đang là rất tốt. Vẩy đằng sau không. Lớp vẫn đang có chém. Nhưng điều đó không quan trọng, đây là vị trí liên quân rất khó chịu tới từ game thủ GV. Vâng, lớp vẫn đang đi dân vào nhà của vợ này. Yên tâm, quần đông lắm, thoải mái đi. Nâng chẳng có 2 vừa rồi. Rồi, tốt rồi, phút thứ 18, chẳng có 2 đã có 4A. Không được để mất quá nhiều dân là ổn. Giữa hai rừng thông và rừng già. Vâng, chim sẻ đã thông báo về mới có về lớp đã ăn một bãi quả. À, anh đi dọc biên góc 12 giờ là gặp nhá. Kìa, gặp kìa. Vơ gặp kìa. Vơ và sẻ đi cùng nhau. Sẻ đang có nhiều chém hơn so với game thủ về lớp đấy. Cho sẻ trong hộ. Không, như vậy là đối phương đã chạy đi rồi. Bắn máy tới từ game thủ GV. Tham lai là 53-80. Đây là một trận đấu mà Xuân Thứ là người được cầm Asian ngay ở phía dưới đấy. Vâng, 5A dành cho game thủ GV. Đấu được không? Tuần này tôi đang cảm giác là hơi ít quần rồi nhiều vợ. Phía bên kia thì về lớp vẫn đang có chém. Đội bạn đang đi cùng với nhau nhá. 58-80. Một bài mà Xuân Thứ ép đời. Vâng, ép đời 3 là rất ghê với một bài ít dần của Asian. Nhưng hiện tại thì tham lai vợ vẫn đang to. Tôi nghĩ ở thời điểm phút 20 mà tham lai là 64 thì cũng không hề tệ một chút nào cả. Vợ đang có điểm số cao nhất, trận có 2 đã có rồi. Theo tin báo về của sẻ thì vừa to hơn so với Xuân Thứ rất nhiều, đó là điều tất nhiên. Bởi vì xét về thế phát triển thì AC, vâng, thì Phonesian của game thủ
GV đang có trận đấu hay sớm hơn và nhiều dân khoảng ra đầu. Vâng, bắt 5 con ngựa chém này. Vlup chạy đâu, bắt trong tờ này tới từ game thủ GV. Và nếu như bắt thì vâng, nếu như bị ốp quân thì sẽ vào nhà được đối phương không? Tham lai của anh chim sẻ đang chỉ còn là 18. Em không móc được AC Hunter à? Chắc là khó. Vâng, chỉ quản lại nhà của game thủ Vlup thôi. Cho ít gỗ nào vơi. Tham lai là 75. Ăn thêm tí vàng để nâng ấy không? Để có thể nâng được đầu máu không? Cho được chất. Như vậy là có vàng luôn, ngon. Đóng BC. Vâng, có đầu máu trong trận này dành cho game thủ GV ngay sau đây. Vâng, đầu máu đã được nâng. Bây giờ thì chờ đợi có đầu máu sẽ ốp. Vâng, thích thì ốp, không có vấn đề gì cả. Kìa gặp kìa vơi. Mất một vài con cung đờ không sao cả. Mất một vài con cung đờ thôi. Có xem tham một chút không? Mấy máy của game thủ chính sẻ. Tham lai là 18. Để ý xem là vâng, xem lớp có to ra không thôi. Đây sẽ là cuộc đối đầu giữa Vơ và Xuân Thứ. Cung R của Phonesian đầu máu sẽ đối đầu với cung R AC ra. Khá cân. Vâng, cân. Trong trận đấu này, tham lai của game thủ Vơ GV đang là 93/104. Đóng bây giờ, vâng, đóng nhà chính nhà trèo thì phát triển ra không? Trong khi đó thì cánh viên bên kia thì chim sẻ vẫn đang cứ vâng, chim sẻ cứ quản vâng, cứ quản nhà về lớp thôi. Và màu 8 Xuân Thứ đang đi một tên quân rất to. Vâng, Vơ có đi quân không? Không, lại kéo về tới từ Xuân Thứ. Cả hai bên đều đang đánh với một vâng thế trận chắc chày. Không, vâng, không có một tên nào. Kìa kìa, không kìa vây giữa bản đồ, lùi về. Thôi chết rồi. Từ từ, cẩn thận đẩy tên này đã. Vơ bị bắt quân trong tên này rồi. Vâng, có chim sẻ đang ở phía đằng sau. Gơ bắn gỡ nào. Đội bạn đang đông quân hơn khá nhiều. Từ từ đã lùi về. Tăng A lên không. Vâng, tham lai là 94/116 thôi. Sẻ bây giờ thì đã gần như là phế. Tham lai có lẽ là sẻ và về lớp là cũng cần nhau thôi. Kể 8 lạng người nửa cân. Vâng, Vơ sẽ là đối đầu với vâng Xuân Thứ, nhưng mà Vơ đang mất hơi nhiều quân so với quy định. Vâng, đây là một tên ốp quân rất to tới từ game thủ Xuân Thứ. Cung gờ của Vơ chỉ là cung gờ phô thôi, mặc dù có đầu máu. Tên này là một tên đỡ được. Sau đấy là tăng A liên tục vào. Vâng, sẻ vẫn đang đảo rất nhiệt tình. Tên này đỡ được không? Tên này phải đỡ được đấy. Có quân đẩy hết lên đi với. Từ từ sẻ đảo đi em ơi. Đừng chém. Thì mà AC vẫn đang khá đông quân. Tiếp tục đảo nào. Rất may mắn rằng là có sẻ đảo. Vâng, bây giờ thì công việc của game thủ vâng VGB sẽ phải cân với vâng AC của Xuân Thứ. Anh mất quân bao nhiêu đấy chứ? Anh mất quá nhiều quân. Vừa là ngạc nhiên là không hiểu sao tham lai của mình chỉ bằng to bằng tham một đội bạn. Và anh mất nguyên cả một kích quân để hỏi tại sao lại bằng. Xuân Thứ thì Thứ bao nhiêu dân rồi hả sẻ nhỏ? Như vậy bằng dân, tham lai cân. Vâng, một tham lai cân chặt nhưng mà về lớp là người đã phế rồi. Sẻ có tìm cơ vâng chỗ nào đấy để hồi nữa không? Sẻ đang hồi lại ở nhà chính. Vâng, sẻ như vậy là sẻ to hơn vâng sẻ to hơn về lớp rất nhiều. Thế thì Vơ đẩy quân để tạo áp lực không cho Xuân Thứ quản bản đồ. Đấu quân nào. Đấu đi. Thêm một tên quân nữa lên. Quân Vơ đang rất đông. Vâng, bơm đồ cho game thủ chim sẻ để chim sẻ có thể ra quân đều. Vừa bơm tất tay đi không ạ? Còn nhiều hơn tí. Khó thật. Vâng, tham lai là 99/148. Cung đờ Asian đúng là rất khó đối phó. Nhưng tham lai thì càng đánh càng đẻ. Khi mà game thủ chim sẻ là người giữ được tham hơn. Đây là máy của game thủ chim sẻ. Lớp gần như là tắt, vâng gần như là tắt tham rồi. Nhưng sẻ tham lai vẫn là 26. Và bây giờ sẽ là bài 2L đều dành cho chim sẻ nắng.
Vâng, quay trở lại với máy của GV. Tiếp tục đấu quân, cần phải chú ý những tên điều đờ như thế này. Những tên điều đờ rất quan trọng ở giữa bản đồ và vừa quyết định là chơi thẳng. Cung đờ Phonesian có đầu máu thì có lẽ rằng không thua so với cung đờ Sidian là bao nhiêu. Nhưng điều quân tốt, tên này ăn được dành cho vơ. Ăn được, nhà bị chém nhưng không có vấn đề gì cả. Mang cung ra thủ, vâng cứ đẩy lùi ra kia kia, dụng chính. Ăn được không có vấn đề gì, nhưng mà vấn đề là cần phải để ý hơn những tên móc máy của đội bạn. Chiếm dốc, đẩy lùi quân của đội bạn về phần sân nhà để có tiết kiệm khoảng thời gian để cho chim sẻ có thể hồi lại. Vâng, một tên bị móc máy hơi mất tay đến từ GV một chút xíu, nhưng không sao. Khoảng thời gian đó thì sẻ đã hồi lên đến là tham lai là 34/36. Vâng, đã có lạc đà chém 4 rồi. Vâng, quay trở lại với vơ. Lực rất khỏe nhá, anh sóc dần ra cũng được đấy. Sóc tân dần ra vẫn thoải mái. Chết dần. Lớp đang hồi lại ở cái sát mép bản đồ đấy các bạn. Nhìn thế đấy đi chém là biết kìa, ở giữa bản đồ. Ở giữa bản đồ và ở nhà của mình nữa. Và theo tìm báo về tới đây gần thủ chim sẻ thì thứ chết một tên dần siêu to. Thế thì nhiệm vụ của vợ sẽ là chủ nhà. Chủ nhà thủ thôi, thủ được đấy. Sóc dân ra mà ăn gỗ nhá, hơi chết hơi nhiều dần ăn gỗ đây vợ. Sóc dân ra nào. Thủ nhà toàn tập thôi, sẻ móc được. Ô nhà thứ bây giờ nó bung lắm rồi đấy. Và được máy của sẻ. Thứ đang phải ăn ở những cánh rừng rất xa. Và đây là những tên móc máy rất khó chịu. Sẻ đang sóc cả chém với cả lạc đà ra để có thể ăn dần tốt hơn. Đây là L3 và tham lai là 45 dành cho game thủ chim sẻ ở thời điểm này. Mà định máy của vơ tham lai là 107. Công việc của vơ chỉ cần là câu đàm và nhiệm vụ còn lại thì sẻ sẽ người cân bản đồ. Sẻ tham lai là 5x rồi, còn về lớp thì có lẽ là rất yếu. Anh cắm mấy con có tay cắm mấy con cung đờ đi tìm lớp. Lớp chắc là hồi lại cũng chỉ ở kiểu trên 12 giờ thôi. Vâng, pha về em GV thể hiện được mình là người rất nhiều gỗ. Sóc quần đều bơm đồ cho sẻ đấy. Thực yếu quá chả đến gì cả. Đấy, cho 400 dân nhá. Làm gì làm, màn hình máy của sẻ. Vâng, tham lai là 45. Đúng là lớp đang hồi lại tại nhà. Nhưng mà khoai cho lớp, sẻ đã hồi lại khỏe hơn rất nhiều. Chém 4 đã có đầu máu em nhá. Chưa lên đầu máu đây. Đầu máu đây. 4L dành cho sẻ ở điểm này. Có BC nhá, đầu máu ấy. Vâng, một chiếc nhà BC để có thể lên đầu máu dành cho game thủ chim sẻ. Thắng rồi đấy. Vâng, tham lai là 114 dành cho game thủ chim sẻ. Ồ không, thực sự lỗi GV. Ở dưới thì vẫn đang bị bắt từ từ đã. Vơ đang khá mất tay. Cơ cấu lại nhà cửa một tên cẩn thận nào. Tham lai của Vơ đang chỉ 100 thôi. Kìa nó ốp Vơ này. Đang tìm báo về thì thứ lại tiếp tục mất một tên gỗ siêu to. Đây là máy của game thủ chim sẻ. Vâng, còn đây là máy của GV. Vơ vẫn sẽ đỡ được nhà thôi. Đội bạn nhà đánh kiểu tu dần rồi, nhưng mà khả năng là em phải sang đỡ cho Vơ một tên đấy. Bắt luôn tên quân to này, có chém đảo kìa. Sẻ ơi, sang đi em ơi. Sang luôn đi. Yên tâm, sang là xong rồi. Quân em đông thế thì không sợ đâu. Màn hình máy của game thủ chim sẻ. Vâng, đây rồi, bắt luôn nhá. Để ý 7E, xích cổ luôn tên nào. Xích luôn tên này nào. Xích luôn tên này. Đây có lẽ sẽ là tên ốp quân cuối cùng đội bạn. Nhưng mà Vơ xong dần nào. Ui, chết lủng nhá rồi. Vâng, không sao. 800 thực dành cho Vơ trong trận này. Sóc dân ra nào. Sóc dân ra. Trong khi đó thì chim sẻ đã vâng bắt hết được tân quân của Xuân Tử. Và quyết chưa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi quân. Đi ôm ngược trở lại. Một tên mà Thứ đang muốn lấy nhà của game thủ chim sẻ. Vâng, Vơ sẽ là người ốp. Còn chim sẻ còn sẽ là người về đỡ nhà. Không quá khó đâu. Tầm này thì sẽ đỡ được nhà thoải mái rồi. Không có quá đông quân tới game thủ Xuân Tử. Từ từ thôi. Vâng, bắt tân quần này của đội bạn. Sẻ mất một vài con nông dân. Nhớ cơ cấu lại nhà cửa của mình. Thực kỳ Vơ có rất nhiều. Anh Vơ xong dân cộng với bơm 200-300 thực cho sẻ nhá. Thừa thực bơm thực cho sẻ cho dễ đánh. Vâng, bị bắt hết quần rồi. Và đây là tân ốp quần. Ồ không, vẫn khá đông. Đông đi nhá. Cùng AC. Còn em bắt xong chưa? Em bắt xong thì đẩy lên luôn đi. Lên luôn. Vơ bơm cho sẻ 200 thực nào.
Rồi, sóc dân sóc giết cơ cấu lại một tơn và lao lên nhà của game thủ Xuân Thứ nào. Vâng, lao lên nhà của Xuân Thứ, Thứ hết hết quân trong trận đấu này rồi. Tham Lai là 38. Ở đây máy của Gover, Tham Lai là 101. Áp lực liên tục nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ đánh theo kiểu công. Và ai ép cho Xuân Thứ không thể thở nổi được trong trận này. Liên tục, nhưng mà Gover cần phải chú ý quân hơn. Rồi, gặp nhau. Gặp nhau, lao vào đi. Từ từ nha, sẽ đi chậm lại một tí. Chậm một phút thôi. Và như vậy sẽ múc luôn trong tuần này. Tôi nói rằng là tôi xin luôn anh luôn và tỷ số sẽ là hai đều ở trong trận đấu đầu tiên dành cho các thành viên của phía team KTV. Hai đều trong trận đấu đầu tiên. Vâng, về lớp quýt. Hai đều. Rất vất vả, 43 phút trong game.